Vâng, xin chào, chào các anh chị. Bài học tiếp theo trong series video khóa học này thì tôi sẽ gợi ý cho các anh chị một số những gạch đầu dòng để các anh chị có thể xây dựng đội nhóm và phát triển đội nhóm hỗ trợ nòng cốt cho hệ thống của chúng ta. Thế thì ý tưởng của tôi là như này, khi một cái mô hình phát triển hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến như này, nó sẽ phát triển có từ vài khách cho đến vài chục khách hoặc là vài trăm khách, ok? Ví dụ như 30, 50, 100, 200, cái số lượng thành viên đại lý tham gia tùy vào các cái mức độ đấy. Có thể là thường bây giờ các hệ thống nó cũng chỉ vài trăm thôi, vài trăm đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp N. Thường là tôi tham gia vào các chương trình đào tạo hoặc là các hội thảo của các đại lý mà tôi làm thì quy mô của họ cũng chỉ khoảng độ vài trăm đổ lại, bao gồm là cả các cộng tác viên không nhập hàng đấy. Thế thì khi mà một cái hệ thống có một cái số lượng người như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề liên quan đến là gì? Là chúng ta sẽ phải có đội nhóm để hỗ trợ cho cái đội nhóm này. Tức là các bạn là chủ thì các bạn muốn hỗ trợ đại lý của chúng ta thì các bạn không thể làm hết được. Bạn có thể nói cái này, bạn có thể nói cái kia, nhưng mà khi nó số lượng nó nhiều quá bạn không làm hết được thì bạn lại có một cái đội là nhân viên của mình. Đội này chuyên đi phục vụ cái đội đại lý của mình. Các bạn hiểu chưa? Ý tưởng của tôi là như vậy. Đấy, đội nhóm này là công ty tuyển ra và để phục vụ cho các cái đại lý, cộng tác viên liên quan đến công việc của họ, hoặc là mình cũng có thể đẩy từ cộng tác viên hoặc là đẩy từ đại lý lên. Họ có thể ăn thêm lương hoặc là họ có thể đi cùng với mình theo mô hình để chia sẻ công việc, chia sẻ thù lao vân vân. Đấy là cách làm. Thế thì cái đội nhóm này nên bao gồm những cái bộ phận công việc như nào? Thí dụ như là nhân viên chụp ảnh, nhân viên chỉnh sửa hình ảnh, nhân viên quay video và biên tập video, nhân viên viết bài, sáng tạo nội dung, đúng không? Nhân viên chạy quảng cáo Facebook, Google, Zalo, nhân viên sale, chốt sale, nhân viên phụ trách văn phòng, đúng không? Nhân viên truyền thông, vân vân. Đội ngũ này có thể là 3 người, 5 người, 10 người hoặc nhiều hơn nữa, phụ thuộc vào tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, của chính các bạn, phụ thuộc vào việc là cái quy mô đội nhóm của các bạn là bao nhiêu. Đấy, và cái số lượng đại lý đó, rồi thì tất cả cái yêu cầu hoặc là cái mức độ các bạn muốn phục vụ khắt khe, chuyên nghiệp đến mức độ nào thì các bạn hãy đề ra cái điều đó. Thế thì đội nhóm này thì sẽ làm gì, đúng không? Thì đội nhóm này sẽ hỗ trợ hình ảnh cho CEO, sẽ làm thương hiệu cho CEO, làm thương hiệu cho các tổng đại lý, rồi thì cung cấp các cái content có sẵn cho các cái đại lý để người ta vào, người ta lấy bài, người ta học hỏi, người ta lấy ý tưởng. Hoặc là cung cấp những cái tài nguyên như là catalog, như là video, như là hình ảnh, như là các bài post vân vân, banner. Bởi vì một cái hệ thống này thì bao giờ thường người ta cũng hay treo cái timeline cover của Facebook cá nhân, hoặc là làm cái avatar, rồi những cái bài post đưa lên thì cũng phải hay ho, những câu chuyện nó phải theo trend vân vân, đúng không? Thì tất cả những cái tài nguyên video hoặc là content như vậy thì đội ngũ này sẽ trực tiếp sản xuất, giống như là bếp trung tâm ấy, sản xuất xong đó phân phối cho các đại lý. Thế các đại lý có thể lấy copy paste, hoặc là các đại lý có thể tham khảo ý tưởng, hoặc là các đại lý có thể lấy các tài nguyên căn bản sau đó sáng tạo thêm, hoặc là các đại lý có thể không cần, tôi tự làm được thì không cần, không sao cả. Đấy, thì mình phải tuyển dụng, mình phải trả lương, mình phải theo áp cơ chế, hoặc là kết hợp với các chuyên gia như tôi chẳng hạn, để mà ăn chia ví dụ lương cứng một phần, rồi thì hoa hồng một phần. Đấy, rồi mình cũng phải tạo ra các quy trình để phục vụ cho đại lý. Ví dụ như là một đại lý sẽ cần cover Facebook, cover Zalo, avatar, chụp ảnh chân dung chuyên nghiệp, đúng không? Đấy, thì mình đưa hết cho họ, rồi thì làm cẩm nang tư vấn khách hàng, làm cẩm nang giới thiệu sản phẩm, bất kể những cái thứ gì, kể cả sale kit. Đấy, thì mình tạo ra hết, ok. Rồi live stream bán hàng, rồi hỗ trợ live stream bán hàng, rồi tổ chức các sự kiện hội thảo, tổ chức các cái buổi trò chuyện, tổ chức các buổi offline, buổi đi chơi, đúng không? Rồi thì tạo ra các cái chương trình PR quảng cáo, đi nước ngoài, vân vân và vân vân. Đấy, đấy là cái đội ngũ giúp việc nòng cốt, sẽ kết nối giữa CEO với đại lý, sẽ kết nối CEO với các khách hàng, sẽ giúp các đại lý bán được hàng cho các khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng. Và đây là cái đội ngũ sẽ chạy, đúng không? Một đội nhóm marketing như vậy thì làm các công việc hỗ trợ và có hệ thống, cũng sử dụng các công cụ online như tôi nói, như là email, như là Facebook, Google, Zalo, website,
các cái content media vân vân, mỗi người mỗi việc và tạo lên một ekip mà sản xuất tùy thuộc vào quy mô của chúng ta để chúng ta làm, được chưa ạ? Và tôi nghĩ rằng với một cái hệ thống như vậy thì nên có một vài 3 đến 5 người là cơ bản để có thể làm. Còn trong trường hợp bạn chưa có thì bạn phải tự làm một mình thôi các bạn nhé. Vâng, ok, tôi xin phép kết luận cái ý tưởng của tôi là gì? Mình tạo ra một đội nhóm nòng cốt, có thể là nhiều hay ít người, làm nhiều công việc khác nhau để làm gì? Xây dựng thương hiệu cho CEO, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, hỗ trợ cho các đại lý bán hàng, xây dựng thương hiệu cho các đại lý tổng, các đại lý tuyến dưới, rồi thì hỗ trợ các đại lý bán hàng đến người tiêu dùng cuối cùng, trả lời các câu hỏi cho người tiêu dùng cuối cùng, các thắc mắc, vân 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 vân. Mục tiêu duy nhất là bán hàng, bán hàng, bán hàng, gia tăng sự hài lòng của khách hàng, gia tăng sự yêu thích của sản phẩm và làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Ok, rồi xin chúc các anh chị thành công. Hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào. Xin cảm ơn, xin chào.